Ok, xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho anh em một cái máy rửa xe mini nha. Cái máy này thường sử dụng cho gia đình thôi, nhưng mà công suất của nó lên đến là 1400W lận. Bây giờ mình sẽ mở túi ni lông này ra cho anh em xem nha. Cái con này thì mình mua bên Lazada, hình như khoảng 1 triệu 3 thôi. Để xem test sức mạnh nó xem như nào luôn. Đây anh em ạ, đây con máy này là của hãng Kachi. Nó có mã là MK74, bảo hành được 1 năm. Công suất của nó là 1400W. Nói chung là cũng khá lớn đó cho một cái chiếc máy rửa xe gia đình. Con này ngoài rửa xe ra thì các bạn có thể là tưới cây được luôn ấy. Bây giờ không nói nhiều, mình sẽ mở hộp cho anh em xem bên trong có gì luôn nha. Chưa. Và đây mình sẽ cho các bạn xem về cái thông số của con này như nào nha. Thì thông số con này là sử dụng điện 220V này. Đó là thông số anh em có thể thấy. Còn ở phía dưới này là dụng cụ phía trong này các bạn sẽ được kèm theo nha. Thứ nhất là một máy này, một tay súng, tay nối dài. Chúng ta sẽ có thêm 5 mét dây, một cái bình trắng trắng này là cái bình dùng để chúng ta bỏ xà bông vô ấy, và cho anh em luôn thêm một cái chai xà bông rửa xe nữa. Nói chung là mua gì là chỉ việc cắm vô sử dụng thôi á, rất là tiện lợi, không cần phải mua thêm. Ok, giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong như nào nha. Chú chà, con này to lắm anh em ạ. Đầu tiên các bạn sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hết luôn nha. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Đây bằng ốc. Dây nối dài. Một cái bình này. Một triệu ba thôi mà cho nhiều đồ lắm anh em ơi. Đây con máy gia đình thôi cho nên là nó khá là nhỏ gọn. Hình như nó bị xéo đúng không ta? Rồi.
Thank you.